mình cái lượng phân mình cho này mình bón nó đã đi. Ở đây nay sang thăm lại cái vườn của ông anh mình. Anh em quen biết nhau rất là lâu rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mới sang thăm. Đây sầu riêng đang chạy đọt, lá chuẩn bị mở rồi, bông cỡ này thì khoảng 25-30 ngày nữa là bông nó sổ nhụy. Thì cái đọt này sẽ lấy ra một cặp hai cặp lá nữa, rồi xong mình sẽ hãm lại trước khi nó sổ nhụy, ít nhất là 10 ngày là mình sẽ hãm lại. Thì ở đây hôm nay nói đến cái vấn đề là có nên để trái hay không. Cái cây nhỏ, cái cây như nào thì để trái nói rất là nhiều lần rồi. Nay sang nhà bác ấy thì vừa rồi có một số rất là nhiều người xung quanh đây là bảo là đừng có để, cây này còn nhỏ lắm. Mình ví dụ như cái cành này thì nó sẽ đeo hai trái thoải mái, thì tại sao mình không để, để mình lấy một chút mình đầu tư. Rồi còn như cái cây này bảo để thì tốt nhất là để sang năm vẫn để. Rồi cây này thực sự là để 20-30 trái là chuyện quá bình thường, không bao giờ có chuyện suy, bởi vì suy không còn do cái cách mình chăm sóc. Bông này là bác ấy tỉa đi hết rồi, để nó gọn gàng rồi. Thì bây giờ một cái giai đoạn là mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người nó ở một hoàn cảnh khác nhau, có người thì có kinh tế, có người không có kinh tế. Thế bây giờ mình đã lấy được trái thì mình phải lấy để làm gì? Để tái đầu tư. Em nói đúng không? Bây giờ đâu phải cho... Thứ nhất là mình có cái quả là mình ăn nữa. Thứ hai nữa là mình có thu nhập thêm để mình phân do chăm bón. Có thu thì mới đầu tư mạnh được chứ. Đúng rồi. Mà bây giờ mà không lấy là không được. Nên là hôm trước là ra bông là bác định vặt đi thì mình sang mình bảo là phải để. Suy đâu em chịu. Ví dụ cây này là lấy 4-5 trái là bình thường. Nó quá bình thường. Hả? Cơ bản là phải đầu tư rồi. Phân do cho nó tử tế. Đây anh mình thì là kinh nghiệm trồng chôm chôm, trồng rất là giỏi về chôm chôm, kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi, lại là mấy trăm cây chôm chôm, bây giờ đang làm ra bông. Mà có một cái điều hay đó là anh ấy chăm sóc cây chôm chôm thật khỏe rồi sau đó mới làm bông, phân hóa mầm hoa rồi. Chủ yếu là cái giai đoạn hãm nước và vào nước, làm sao để khi cây chôm chôm mình họ nhìn nhìn thấy ông rất là sung, cây vẫn ra bông nha, mà không có dấu hiệu để rụng lá và suy cây. À. Quan trọng nhất như thế này, chỗ này nó đã phải bón phân mà cây nó khỏe. Không, cái đấy thì em phải học bác ấy. Bởi vì khi mà cây nó ra bông thì mà cây nó khỏe thì khả năng kháng sâu bệnh nó sẽ cao hơn. Rồi cái tiền quả đầu tư to. Chăm sóc quả to. Đầu tư chăm sóc nó sẽ thấp hơn. Còn nếu mà mình để nó suy quá mà nó ra bông thì đến lúc do đó là mình lại phải vực cái cây nó lại. Thì mình sẽ tốn kém thêm hơn một nhịp nữa. Cái đợt nó bảo làm bông anh em làm bông xong rồi bông ra đầy đủ rồi lại bắt đầu là rất là nhiều người đến bảo đừng có để, mà không biết mọi người nghĩ cái gì. Đây, nếu cây chôm chôm này nếu như cây chôm chôm này mà không tưới nước đầy đủ mà lại chỉ cần cây chôm chôm nó có lá màu vàng thì ra quả không ra gì, ra quả nét. Cây chôm chôm Thái, đặc biệt cây chôm chôm Thái nó khác biệt hơn cây chôm chôm Java. Nên là nếu mà cây nó sung là chắc chắn là quả tròn. Nó còn vậy chứ, còn nếu mà mình làm mà ra bông mà để cây nó suy thì nó đấy. Như cây này thì mắc gì mình không để trục trái, bởi vì để trái là phải nhìn cái cành nó có thể đeo được trái hay không, rồi cái bộ lá trên cái cây đó. Từng này hoa là đủ rồi chứ không nên để thoải nhiều. Mái rồi. Nhưng mà mình mà vặt tỉa bông thưa này, nếu mà có điều kiện tối ra thụ phấn nữa thì khả năng mà đậu trái nó sẽ cao hơn quá, rồi trái nó tròn. Cũng muốn thụ phấn đấy. Cái này bây giờ không để, em nói thật nhiều người người ta để cây này 20-30 trái luôn chứ ít đấy, nhiều này... đây. Cũng tiếc của nên này, không để không được. Bây giờ mình đã để là quyết định là để thôi. Vì một cây này bỏ thu được 5 triệu rồi chắc thừa sức.
kiếm tiền cây, sang năm đầu tư cây như này, trời ơi bình thường. Rồi hồi trước vào vườn này nhìn thảm. Và cái thứ hai nữa là cái đất này là đất sỏi. Đất sỏi này là nó rất là mất nước rất là nhanh, nên là việc quản lý độ ẩm của bác nó phải khác với vườn khác. Cưa bưởi đi. Cưa cho nó qua nó nói thì chú nói đúng. Cưa đi chứ cần nữa, thu nhập nó không như đâu thì đâu. Vườn đấy đẹp đấy. Đây cây này này. Ra được một mớ bông. Không, cây đẹp thế này mình không để là phí đi. Cây này thì không dám bắt, sẽ để đấy. Này giống mày đâu. Cây này thì không bắt. Cành khỏe cái này không? Ừ. Cái này mới được 3 năm. 4 năm rồi. 4 năm rồi. 4 năm rồi. Cái này mới là 3 năm rồi chú. Ừ. Là cháu cũng mấy. Cái này 3 năm rưỡi này. Hai cây. Đây là mua sinh kình. Lá tốt. Lá quá đẹp mà. Thông thường người mua sinh kình mà thấy bỏ nó ở ngoài nắng thì là lá nó hay vàng. À. Có bóng mát thì nó đỡ. Không, lá khỏe đẹp. Em sang em nhìn lên kiểm tra bộ lá đang ổn định sạch bệnh. Thừa nước đấy, nhìn biết. Ok rồi. Đây thì cây này. À. Như cây này mà cố tình để tạ để vừa xích được bởi vì một tạ nó chỉ nằm một chừng 30 trái. 25 quả. Đó, cây này là thoải mái rồi, mình không để đây. À, các bác nào là kỹ sư cái chiếc thì mình phải tính làm sao để người ta mà thu trái nó sớm. À, để người ta có cái thu nhập chứ không phải là đến rồi bắt đầu lại khuyên này khuyên kia. Chứ nếu làm tốt cái như thế này là bảo thế bỏ đi đừng có làm bông. Nếu vườn này làm tốt độc chôm chôm thì kiếm được mấy trăm triệu chứ không phải. Thì chôm chôm thì bác năm nào bác sẽ kiếm mấy trăm triệu. Chôm chôm kia thì được ít tiền nhưng mà đang nói. À, sầu riêng. Thế bỏ nếu mà để được 1-2 tấn được quả nào ăn quả đấy. Cứ bé thì để bé. Cây kẹt. Chặn lại không tưới nữa. À, cây nào chưa ra là mình chặn lại không, tiếp. Ra bông rồi đấy, nhưng à. Mà biểu hiện của thừa nước. À. Cái ngọn này mà lá kiểu này là tuyệt nhiên đừng tưới nữa. Ừ. Tưới là sắp xuất rủi ro rất lớn. À. Bao giờ cái lá này nó biểu hiện đen. Ừ. Nó đen là cái này là bông rồi mà. Bông rồi nhưng mà nó vẫn thừa nước. À. Nó đen một tí thì là tưới nó rụng cái này đi. Ừ. Đấy chứ còn nếu mà để là thất thu hay nó sẽ có những cái sắp xếp rủi ro. Ừ. Chứ không phải là không có cái sắp xếp rủi ro nếu mình tưới quá đà đi tí là dính đây cho dẫn chú ra xem cái này nó hãm thì nó sẽ bị bật tọt hơn nữa. Đây một cây như thế kia cái chuyện làm gì có cái chuyện mà cạn nhiều hơn chứ, cây chôm chôm này thì tạ ra mà hết. Đây cây này thì được 3 năm này. Ừ. Cái cây này này, nhưng mà cây chôm chôm đúng là phải để 4 năm rồi. Đúng mấy cây mua sinh kinh này to đùng năm nay. Bác quá không ép cho nó căng tay cho nó ra. Để năm tới được, năm tới là phải bằng mọi cách để làm cho ra. Phải là. Cái này hôm rồi cũng tưới. Đây thì cho chú xem cây chôm chôm này. Cây chôm chôm này là thua nên hôm qua hãm nhưng mà mình bữa trước mình không để ý chứ mà nó hoa ra này là đẹp rất đẹp không cần phải ra triệt để hết. Không cái khoản chôm chôm này thì em học hỏi bác nhiều ấy. Cái này là... bởi vì trồng nhiều người nói là để không đúng cho bông nhưng mà đó là chỉ một vài cây thôi. Còn đây người ta trồng tới cả 200-300 cây nó khác nhau hoàn toàn. Nó khỏe chú thấy không khỏe. Và bây giờ cái tình hình chung ở khu vực này thì giờ chôm chôm nhiều nhà chưa ra hoặc ra lọc trọc. Chú thấy không? Chú xem cái vườn này nè. Nó có ưu điểm cái y như là lá thẳng tưng mà bóc ra bông. Đúng rồi. Đấy. Đúng thông thường là người ta sẽ siết cho cái lá này nó cúp lại xoắn cái lưỡi này. Đây, nên nó xoắn cái lá lại. Đây dính cây này này. À, cây này cũng ra quá trời luôn. Tí thì cho chú xem dưới dưới suối thì nhiều cây. Ừ. Nóng bởi vì năm ngoái anh bấm. À. Mất mùa rồi bấm. Đây này, cái này chặn này.
Ủa cây này nó bung đọt hết rồi. Không sao, vẫn sẽ cứu được một lớn chứ không phải. Đây. Nó là đọt thì đọt nữa này. Cuối cuối cùng trên này nó vẫn ra bùng. Bởi vì là gió nó vắt. Gió nó vắt hết đi nên này để làm ra bông là rất khó. Đấy, làm ra bông rất khó. Đây thì nói chú trò cho xem cái này. Không được kiếm được miếng ăn, không được kiếm được dạng. Đúng rồi. Nói thẳng một câu là kiếm được miếng ăn là không phải đơn giản thế nào hết. Thứ nhất là trồng được cái cây để được thu là cả vấn đề. Cái vấn đề này khi là trồng cây rồi để cho nó ra bông là một vấn đề khác. Rồi ra bông rồi là thu được cái trái, và là tiền vào túi thì mới biết được. Xong rồi là ra quả rồi cho ra thị trường. Đúng. Vấn đề. Nói tóm lại nó phải đầy đủ yếu tố bốn này. Nói chung là lúc nào cũng phải lo lắng. Đủ cây đã nhờ. Chú nhìn thấy ngọn nó rất đạt. Có thể gọi là năng suất đạt hết đó. Năm nay em thấy có nói chung là đến cái giai đoạn ra bông thì em thấy đi sang năm nay là thấy mừng quá. Đây, cái phần sung nhất thật. Chú nhìn cái cây này mới nè. Mới là đẹp nhất này. Đấy, chú thấy không? 4 năm không ai nghĩ rằng trồng một cái, nếu mà nó quang như thế này, 4 năm mà năm ngoái chú sang là đu đầu là anh cắt hết. Nó nên tốt như này. Những cây như thế này rất là tốt. Cây này đã nhờ. Bên này bông mặt như này nhiều hơn này. Chú nhìn thấy bông kinh không? Cây nó khỏe, cơ bản nhất là cây khỏe. Nếu còn nếu mà nó rụng vãn lá hết rồi thì nó ra bông thì cũng được, nhưng mà sau này mình chăm phê. Thế này anh chỉ cần bón một đợt phân nữa thôi. Năm nay em lại được ăn chôm chôm tan mồm nữa rồi. Sang đây. Rồi thôi, em kết thúc video.